Bí quyết đơn giản để khỏe mạnh, không lo đột quỵ. Chào bạn, lẽ ra sáng nay sẽ không có video này, nhưng vì sáng ngày hôm qua tôi đã suýt đi gặp ông bà tổ tiên. Do vậy, tôi cảm thấy là sáng nay mình phải làm ngay video này để chia sẻ cho các bạn như một lời nhắn nhủ, một lời cảnh báo để các bạn hãy bảo vệ sức khỏe của mình ngay khi còn có thể. Ngày hôm qua thì tôi đã bị ngộ độc thức ăn. Do vậy mà tôi khi mà tỉnh dậy, tôi không thể dậy được. Tôi bị nhiễm độc thần kinh, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và không ngồi dậy được. Ngồi dậy một tí là phải nằm xuống ngay. Và khi nằm xuống thì quay nghiêng đầu một tí là đã thấy choáng váng và hoa mắt chóng mặt rồi. Tôi đầu tiên tôi nghĩ là mình bị đột quỵ, nhưng sau đó thì không phải. Và tôi nghĩ là mình chỉ cần nằm một chút thôi là mình sẽ khỏe ngay, vì tôi rất tự tin về sức khỏe của mình. Tuy nhiên nằm đến trưa thì chỉ thấy đỡ lên một chút thôi. Vì thế tôi quyết định nhờ một chị đồng nghiệp đến để truyền cho mình. Và khi mà chị đến thì chị bắt đầu đo huyết áp, thì thấy huyết áp của tôi là 80/40 huyết thể ngân. Và chị rất là sốc, vì huyết áp này là huyết áp của người sắp đi gặp tổ tiên. Vì bình thường huyết áp của tôi là 120/60 huyết thể ngân. Và các bạn nhớ nhé, chúng ta phải có 3 chỉ số trong đầu chúng ta luôn luôn ghi nhớ. 3 chỉ số của cơ thể mình đấy mà mình luôn phải ghi nhớ. Thứ nhất đó là chỉ số huyết áp. Thứ hai đó là chỉ số đường huyết. Và thứ ba đó là nhóm máu. Khi gặp tình trạng bất thường về sức khỏe mà chúng ta phải đến cơ sở y tế, chúng ta có thể khai luôn 3 chỉ số này cho cán bộ y tế biết, để người ta có thông tin và người ta sẽ có hướng để xử trí kịp thời cho chúng ta. Nên hãy đo, hãy ghi ngay vào trong đầu mình 3 chỉ số này. Và thứ hai, chúng ta hãy giữ gìn thân nhiệt của mình luôn luôn ở 37 độ C. Vì chính hôm qua phương pháp thân nhiệt đã cứu mạng tôi. Nếu như không có phương pháp thân nhiệt thì hôm qua tôi đã không thể tỉnh dậy được nữa và đã ra đi ở trong đêm rồi. Vì kết hợp với tình trạng nhiễm độc và cơ thể bị lạnh thì đấy là điều kiện tiết yếu để ra đi, vì huyết áp đã đến 80/40 huyết thể ngân rồi. Kết hợp với cơ thể bị lạnh nữa thì máu sẽ không lưu thông được, tuần hoàn đến não rất là kém, đã choáng váng, đã gần như là xỉu đi rồi. Như vậy nếu như chân tay mà lạnh nữa thì là ra đi. Nhưng mà sờ vào chân tay tôi khi mà 80/40 huyết thể ngân ấy, thì nó rất là ấm. Ấm vì sao? Vì tôi luôn luôn đi tất. Một đôi tất thôi, sức khỏe của bạn sẽ được bảo vệ và không bao giờ lo đột quỵ. Vì sao? Vì đôi chân chính là nơi cần được giữ ấm nhất trên cơ thể của chúng ta. Chúng ta muốn trời muốn biển gì, nhưng mà cái chân của mình mà không ấm thì không bao giờ mình khỏe được đâu ạ. Vì thế hãy luôn luôn đi tất. Và tôi đi tất gần như 24/24. Chỉ mỗi khi đi tắm là tôi không đi tất thôi. Và hôm nay đấy là một lời nhắn nhủ cực nhỏ nhưng mà cực có võ. Đó là chúng ta hãy luôn đi tất.